Chào mừng con của bác nha. Ngày này mình sẽ đi thăm tiếp tục một trường hợp tiếp theo. Đây là một cô cũng bị tai biến, nằm một chỗ mà bây giờ thì cô sống có một mình. Lúc trước thì mình cũng có đến thăm cô rồi, hôm nay mình sẽ quay lại thăm cô nữa. Xin mời bà con theo dõi nha. Cô thì bị chồng bỏ cả nhà ơi, chồng bỏ rồi còn con cái thì cũng khó khăn đi làm xa. Nãy giờ mới ngồi ăn bữa cơm nó đau quá. Xuống đi, để con nằm đi. Dạ cô nằm đi cô. Không mới ngồi vậy không mơ cho Dạ. nằm hoài rồi. Sao Mới rồi, ăn cơm bữa mày ai cơm nấu cho cô? đó nhỏ hả, mới lên nó nấu bụng bỏ anh đi tới giờ 3 giờ mới ăn. Vậy là Không sáng giờ cô ăn mấy lần rồi? có ăn lần nào, mới ăn lần này. Trời ơi Chịu không vậy vậy? mà chiều luôn Vậy rồi là một ngày ăn có một lần hả? ăn lần bữa rồi ăn lần có khi tối rồi uống miếng sữa vô thêm khi khi tối Mà tối cô tự pha sữa được không? Được không cô thì hoa sữa được được thì mấy nó chăm mình thấy mà nhỏ cô vậy ngồi cỡ bao lâu là cô phải nằm thì cô ngồi một bữa cơm với nó là nó muốn nằm ngồi không nổi. là cô mới vừa ăn xong luôn hả? Mới giờ ăn xong đó con, mới giờ ăn chứ Nhà đây lần chén chén bát cô cơm để chứ trên không ăn bàn lần đây luôn chén nè. nữa. Cô ăn cái gì vậy? Ăn chao ăn nhỏ nó mua miếng Trời. canh chua đó chứ Dạ. Khô hay cá cô? không có tương con này À đang cô ăn chín tương. ăn tương Mà cô thấy sức khỏe của cô có đỡ lên không? đỡ cô mấy gà có như cô đi được ông bắt diễn được hai ba hai lần á Nó có không thuốc đó rồi. đi lấy thuốc uống á Dạ. ông bắt diễn thì ông cũng cũng khuyên vậy ông nói về gán bàn cũng không biết bàn với ai thì thôi giờ nhờ bác giờ lấy đợt này một tháng mấy hôm bữa là đi lấy hôm bữa ra Tết rồi đi lấy Dạ. mấy một tháng uống Xa không cô? thành phố á cô Ui là cô phải đi hay là sao? thành phố không à đi Phải đi. phải đi Bao là cô phải lên xe đi giờ? chợ. Trời ơi, dặn Vậy là chữ một vậy. lần đi là nó Đi. tốn nhiều Chặn tiền lắm ngang cô. luôn. Bởi vậy ông mới bị mổ bằng cho nó đỡ cái chuyến đi chỉnh á. Ông nó hạ mổ rồi là không bao giờ đi nữa. Cũng như là cái cuộc sống của cô bây giờ nó công như vậy. Mà ông không phải mổ như ngày trước. Không phải chỉnh như ngày trước. Ngày trước là thay. Còn giờ ông nói là chỉnh như vậy nè. Ông cho nó ngay. Ốc vô đó, ông bắt ốc vô cho nó ngay. Là nó không còn đau nữa. Ông nói vậy đó. Nhưng mà vậy thì cô chân cô có phục hồi không? Cô không nó như vậy hoài lận cận vậy chứ nó không phục hồi mà ổng nó hạ mổ nó có phục hồi ổng nó mổ có phục hồi nó không phải đi lận cận như như vậy mà nó đỡ hơn Nhưng mà đi được hả? ổng nó có bảo hiểm bà gắn thu xếp đi bà có bảo hiểm bà gắn thu xếp đi thuê kiếm anh em cô bác con cháu gì phụ vô chút đỉnh nữa rồi lên đây con tiếp ổng nó vậy đó cái đứt ruột Vậy là mỗi bao nhiêu tiền không? nó có bảo hiểm ổng không đỡ được Mình biết nhưng mà phải biết cho mình biết là có số lượng năm gì. Thì ổng nói bây giờ nè ổng nói bây giờ chuyến tới bà đừng có lên trên cái phòng mạch của con nữa bởi vì chuyến trước là ổng biểu là đi lên trên chỉnh hình là ổng kiểm rồi là coi nó đau làm sao rồi cái giá trị mổ là cái mấy chục phần trăm rồi mà ổng mới cho ra cái số tiền đó rồi cái có đi lên chợ lần cái bắt đầu không có khả năng thành ra cô mới đi với là đi chỉnh hình khổ quá con đi không nổi đi phải đi hai mẹ con còn lên chảnh tối một ngày 1 giờ đó 1 giờ thức dậy rồi phải đi vô cái mà trong xe trong cây dừa đó khổ quá thành ra nó bác ơi giờ chụp hình rồi con tôi đi ngay phòng mạch bác được không bác hồ vậy hả nếu mà có khả năng mổ thì đi ngay chỉnh hình còn không khả năng thì đem cái phim đó nên tôi thì cho nó đỡ bà ra Cô nằm đây là bao lâu rồi cô? Nằm nó trên 10 năm rồi. 10 năm rồi. Mà con cô mấy người con? Có 2 đứa mà mấy anh chị không gom đủ tiền hay sao cô? 2 đứa nhỏ giờ nó còn lo nó đứa con đại học nó không có đất cát gì trơn nó có mừng mướn vợ chồng nó lo cho cô ăn về cũng quý rồi sáng lo trưa cơm nước về là mà tiền mà mỗi hàng tuần là con nó về lấy 500 vậy đó như là đại học đấy còn nhỏ nó mặn hết đó ở Bình Long á mà lâu lâu nó không không con vô tới nay 2 3 lần hôm Tết nó mới về cho được 1 triệu là đi là chuyến đầu đi hôm Tết đi bắt diễn đó với con đầu cho thêm 150 nữa với mấy đứa cháu với trình xã là cho được 600 700 nữa mà thành ra là cô đi 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 chuyến này tới 1 triệu 6 là mỗi lần đi là 1 triệu 6 hả mỗi lần đi là 1 triệu 6 đó là tiền xe hay gì
không tiền xe có 250-300 hà. Tiền lấy thuốc á. Đáng như mua thuốc. Thuốc tây không hả cô? Thuốc tây nè, cô mới lấy gì ông học nè. Mới lấy gì thấy gì đi bỏ đi mà làm đi khổ nặng này nè, cô mới lấy gì rồi gì nè. Rồi bọc dữ rồi. Vậy đó. Tháng đó mà cô mới lấy gì đó. Mà thuốc tháng nào cũng như nhau hả cô? Dạ, không khác. Ổng không cho uống một thứ. Đau lưng do mắc vững cột sống, di chứng tổn thương tủy ngực do lao. Vậy là ngày xưa cô bị lao hả cô? Thay rồi. Thay là sao cô? Thay cột sống rồi đó. Cột thay sống lao rồi đó. Lao đó thì ổng thay rồi đó. Ủa, bệnh lao là giống bệnh phổi mà không chứ phải, không phải. Lao xương. Lao xương là suy hay là sao? Không. Lao xương là lao xương hư. Là một xương đó. Xương hư. Một xương đó. Bà lắm đó. Con mò khẩu thuật bà rồi con gắt ra từ chút nhưng xương sống còn nó một cái chân mỏng cái tay mình nhít nó một ba đốt. Hai tắt hai rồi. Ủa mà ngày xưa là cô bị làm sao mà nó bị cái sống nó dữ cô? Cô đi lúa rồi cô té. Bị té này là bị té. Té rồi nghèo lăn lóc rồi. Rồi cô trải qua uống bậy bạ, cô đồng thuốc chặt tao quần mình điểm không khủng. Nó không có kết quả. Nó giảm vậy thôi. Cô lây lắm, cô mần nữa. Bỏ nay mần mấy năm rồi bắt đầu cái đó. Không chịu cái biến di chứng tới cả đời luôn. Đúng rồi. Hôm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 63. À, bữa nay ăn ngày mai vậy là hai bữa vô một lần. Hai ngày nấu ngày nay ăn nó mới nấu còn nó nổi đó rồi cái ăn ngày nay rồi cái bữa nay mới hư không cô để mày hư không ghim điện đó đó cô bút điện ra rồi cái mời cái cô đưa ghim điện lại cái cô chết rồi mới nói cô nhận mất ăn tết cũng có khi 3 ngàn nữa. Trời ơi tội cái đi dần vô trong đây từ ngoài dần vô đây thấy thấy chua xót rồi mỏi đây lên cái dần thành phố chú đi vậy mà chú ngán. Hồi đó tôi khiêng bằng măng ca không chú thấy đứt cái ruột luôn. Đi là 10 cái cấp 10 chuyến xe cấp cứu. 9 triệu rưỡi. 10 chuyến xe là sao cô? Là đi lên chạy khám. Khám rồi đi mổ, mổ nó không cho không nhận rồi về mới chở về Sa Đéc, chở về Hòa Long xin di chuyển qua Sa Đéc nó không chuyển. Rồi mấy nó cự lộn rồi nó mới chuyển lên chỉnh rồi cái bắt đầu nhập vô cấp cứu rồi nó chuyển lên lầu rồi nó chụp hình dính phổi về cái nó đẩy qua bên Ngọc Thạch sân trình 10 chuyến đi cấp cứu cái nó mổ rồi đàng hoàng rồi đắp bào mổ rồi đàng hoàng rồi cái bắt đầu đi tới khám là thác đi nằm về khiêng con tôi nó khiêng nó đóng nó dạt gì nè để khiêng tôi qua cái khiêng xuống chẹt nó chạy vô trong lộ với mấy đồ nó cầm queo với này mấy đứa nhỏ đứa con gốc hồi đó nằm ở đá một chỗ rồi đó bốn gốc rồi cái nó khiêng chạy vô lộ ông hút khiêng vô lộ rồi kêu cấp cứu á cái xe cấp cứu nó có cái băng ca chứ không có kêu xe mình được cấp cứu nó có cái băng ca là 9 triệu rưỡi vậy như vậy là quý lắm rồi giờ nó đau như đau khúc dưới mà nó cong vậy thôi cái ông bắt ốc ông bắt ốc lại cho nó ngay vậy là nó không có đau nữa mà được khổ khỏe đi lên con. Là con gái cô ở đâu cô? Sao cô với con cô không ở chung luôn cho nó tiện chăm sóc? Nó có chồng. Nó có gia đình luôn. Gia đình nó ở bên chồng nó rồi. À ở chung với nhà chồng luôn. Mẹ nó có mình thằng trai Út à. Thằng trai thôi. Mà chị tới lui thì cũng được. Nếu mà tới lui thường xuyên thì cũng được. Không có gì. Như sáng giờ. Bây giờ nào rảnh nó chạy vô. Hồi đó quẩn rảnh chạy vô. Như hồi nãy chạy vô mà rồi thì tao lên chợ anh mua cái chút. Nhưng mà giờ ví dụ đi tới khám cô đi bằng cách nào? Kêu xe đi tái khám thì hả nếu đi chỉnh hình đó, thì phải đi vô cây dừa. Không, chứ là từ ở đây cô di chuyển ra mấy cái chỗ đó. Di chuyển hả? Từ đây di chuyển hả? Thì cô uống thuốc vô. Cô uống thuốc vô rồi cái bớt bớt tao cô ngồi xe. Cô ngồi xe nó chở vô trong tàu lộ. Xe ôm hả? Nhỏ gái chở rồi cái nó mới nó chở vô cây dừa. Là đi chỉnh hình nha. Còn hả nếu đi ông mặt diễn á, đi phòng mặt riêng ổng ha. Như mình có cái phim rồi đó. Thì đi xe hàng chung dân Long Thành á là chia nha, là đi tại phòng mặt của ổng.
là đi như lấy thuốc này vậy nè. Là nó đỡ bác dữ lắm, nó đỡ là như là có xe nó đi vậy đó. Dạ. Uống thuốc vô giờ bác uống này ha. Bác hay chừa lại. Nhất nó đau thì lấy bỏ thuốc nhà thương đó, nhà thương như trong Cà Long nó uống đỡ ngày hai ba tử. Còn thuốc này phải chừa lại. Chừa lại chừng nào đi tái khám thì uống thuốc này vô là nó đỡ đau, ngồi đi tái chén được. Đó. Uống mà để dành bệnh không? Uống mà để dành nó không dám uống hết, bởi vì lúc không có tiền đi con. Dạ. Thành ra phải chừa lại chừng khoảng 5 ngày, 5 lần uống. Đó. Hai ngày chừa lại 2 ngày. Rồi là chừng nào đi tái khám rồi phải lấy thuốc này uống, đó mà cho ngồi lâu được. Trong này nó có thuốc giảm đau không? Dạ, thuốc này, thuốc bắc nè, bắc này thuốc thuốc trị bệnh. Còn thuốc ở Cà Long này. Giảm đau mạnh nữa. Nó giảm đau mạnh. Ngồi lâu được. Chỉ uống thuốc để ngồi thôi. Chỉ uống thuốc đang ngồi mà ngồi không có này. Uống thuốc đây nè, giờ bọc bọc nó mềm lên cho uống ngồi không có tới chảnh nổi. Uống ngồi không nổi, tới chảnh nổi đâu. Thuốc là thuốc ngoại nhập. Nó ngay lên cho chảnh, lần nào ổng cũng cho 200 tiền xe. À, cho ngược lại. Cho ngược lại 200 tiền xe là ổng bao tiền xe lên. Dạ, tiền bác tiền sĩ xe lên, tiền xe xuống đó. Bác Diễn là chuyến nào cũng vậy chứ. Cũng đỡ. Ông nói gán lo bà hai, nếu mà bà không mổ được thì bà gán bà lo tiền bà đi lấy thuốc thôi, còn cái tiền xe lên xuống này con bao bà, con cho con tiếp cho bà. Cũng đỡ. Đúng rồi, thì... uống máu tiền máu. Đó, đó mặn bao nhiêu có bao nhiêu đổ vô bệnh cho chân đủ chân đủ đó, máu, đó. Đủ nữa như không tới đủ đâu, như giờ hết thì này, như hôm tới con đồ cho dưới mình nhỏ đồ cho gom lại đồ hém thì đi lên chiếc này hết rồi, giờ gom tới chữ mấy nữa, nó lâu lắm luôn mới được chữ mấy tháng nó mới được chữ mấy. Cô có đi điều không, ví dụ tháng lần đi điều lên tháng đi lần là có tiền đi điều, không có tiền mà cô hai ba bốn tháng không biết. Thế là gì, khi gom chừng nào đủ chữ mấy gom chừng nào đủ chữ mấy là đi. Vậy là mấy cả tháng rưỡi hai tháng cô mới điền lần nào, 3 tháng chứ, rồi mấy chiếc chiếc 3 tháng 4 tháng như con đưa cái sổ của cô đó bao bốn tháng không chừng trả có tiền rồi đi. Nhưng mà cái này là mới đi phải không, này mới đi mấy nửa tháng nè, 10 bữa nay nè. Dạ. Vậy bây giờ là có cái bệnh này xong bắt đầu là gom tiền tiếp, gom nữa, bây giờ ai cho ai cho thì gom để đó. Dạ. Chứ ăn uống này là nhỏ gái thôi lo. Ủa nhưng mà cô khi mà cô lên xe trên xe cái đó là cái xe 16 chỗ hay là xe gì? Không có xe có 7 chỗ ngồi hả? À, xe 7 chỗ. Chỗ ngồi sao cô ngồi nổi? Đông người ta có hơi người ta ngồi không nổi nữa. Nhưng mà xe 7 chỗ cũng ngồi đứng gì sao cô ngồi nổi? Ngồi thì nó mở đó. Cái nó lời á cô. Nó hạ cái ghế xuống phải không? Nó hạ cái ghế xuống cho cô nằm xiên đó. Nhưng mà nó cũng nhồi lắm cô. Thì đúng rồi. Thì nó nhồi chứ tới chỉnh bí đái luôn, không có đái ỉa cho nó đái nữa. Ví dụ như đi vệ sinh sao đi được. Đâu có ai đâu. Không lẽ giờ ông tài xế ông dìu này. Không có mấy. Không, ông tài xế ông dìu mình xuống. Ông dìu mình xuống rồi cái bắt đầu ha, có người nào mạnh đó thì người ta dìu đi chung với mấy cái bà mạnh đó kìm. Rồi kìm đi hay ông tài xế này ông không có ghé. Ổng không có ghé ở chỗ dừng chân. Cái bệnh không? À, ổng ra không có ghé dừng chân mà ổng ghé cái chỗ này là nó sát cái nhà cầu luôn. À. Bước xe lại là bước lên cái là tới như cái thiềm đó là lên. Rồi ổng biết bệnh không rồi ổng chạy sát. Đúng rồi. Đó. Ổng không có ghé chuyện thời ổng không có ghé dừng chân. Tính ghê ông tài xế vô bác sĩ cũng tốt. Trời. Giúp ta. Ổng như cái chữ bước lên nó con. Vậy đó. Nếu chuyện rồi vô nằm nhà thương chống. Nó cái chị bạn chị hỏi ngay có đi. Thành phố không tính vô nhà thương là đi đó, vô nhà thương tính đi thành phố lấy thuốc uống chị ơi, chăm cứu là chăm cho cặp giò nó cứng đang dễ đi tiểu thôi chứ không có ho, nó không có giảm đến nó ngay bà cũng cho được 200 nó tôi tiếp tiền xe chị nó cũng có tình thương nhiều. Dạ, vô trong nhà thương á giờ người ta cũng cũng làm từ thiện nhiều hiện cơ 100-200 gì đó mà đều nhiều hơn. Giờ thấy cô con gầu quá, nhiều khi ha, mình không cần giàu càng nghèo, chỉ cần đi lại bình thường thôi là đã hạnh phúc rồi. Đó là hạnh phúc nhất. Đó. Đâu cần giàu càng nghèo đâu, chỉ cần mình đi thông thả, mình muốn đi đâu mình đi là đã hạnh phúc rồi. Xin chào bà con nghe, hôm nay mình đến thăm cô Oanh. Thì lúc trước thì mình cũng có thăm cô rồi, cô bị té, ảnh hưởng cột sống, bây giờ cô không có đi lại được. Mà hiện đang điều trị, mình thấy cái chân cô cũng từ nó cũng teo hơi.
mà đi lại thì rất là khó khăn. Một ngày đi, thì chỉ ngồi lại đi ngồi gì đi ăn cơm thôi, chứ còn đi tới luôn rất là khó. Mà hàng tháng thì cô gom tiền để xin tiền, chứ người ta cho tiền để dành tiền để đi lấy thuốc như này, cô mới lấy về. Mỗi lần đi là 1.000.000 mấy, 1.6 triệu và nếu mà có điều thì uống thuốc điều để ở, còn nếu không thì phải đợi 3-4 tháng, 5-6 tháng gì đó, khi nào mà đủ tiền đi cô mới đi. Hoàn cảnh của cô thì cũng rất là khổ, sống trong nhà cũng có một mình thôi. Cô có người con gái nhưng mà giờ cũng có gia đình, cũng chạy qua chạy lại nấu cơm, cô không có chăm sóc cô thường xuyên, tính ra rất là khổ luôn. Không đi lại được. Rồi đến bây giờ con đến thăm cô, rồi con này con gửi cho cô cái số tiền này là của anh Tấn ở San Jose ở Mỹ, gửi cho cô $100 là 2.320.000. Nằm ơn chú Tấn. Giờ nhà chú mà tôi lấy được 2 lần thuốc. Dạ. Đơn giản xin thêm được 2 lần thuốc. Dạ. Đúng rồi cô. Rồi tôi cũng rất là chân thành mang ơn chú Tấn. Dạ. Cho tôi đỡ nó cơn đau, có thuốc thì nó đỡ cơn đau. Dạ. Đau lắm, đau dữ lắm, đau thấy 2 giờ chưa ngủ, 1 giờ chưa ngủ. Đau lắm, đau luôn. Vì cái bệnh này nó nhất tối ban đêm lạnh, lạnh nó nhất, đau nó lạnh trời, nó không lạnh nó cũng vẫn nhất mà không lạnh thì nào nhất nhiều hơn đấy, đau lắm, không có đêm nào mà ngủ giấc 12 giờ hết, 1-2 giờ thuốc là nó bớt nhất. Mà hả uống hay điều gì thì có thuốc vô nó đỡ, mà uống bao thuốc bệnh viện Hòa Long thì nó không, nó cũng ghé vài tiếng hồ thôi, không có đúng thuốc thôi, nhờ chú con mang ơn. Dạ. Dẫn như vậy cô rất là mang ơn con, giúp đỡ cho cô đặng mà cô sống qua ngày, chứ nằm đây cũng như chờ ngày phiếu mãi, đi giờ nào đi không biết. Dạ. Như đau quá rồi không biết làm sao nữa. Dạ. Nằm buồn ngồi dòm ra không quá chân, tối ngày ở nhà có cái vô tiếng đó. Rồi hồi trước cô đi bán hàng ngày, sáng đi chiều về, giờ cô nằm về hoài cô cũng không có chịu nổi, mà cái số. Yeah. Cái số. Yeah. Căn bệnh gì nó đưa ra không biết, là tại vì là mình không có, cũng không có cái phước. Yeah. Mà nó rủi ro, mắc cái căn bệnh đúng là ngặt nghèo. Cô cũng có tấm lòng mang ơn con gán lên cô ơi, gán lên với cái chú ở ngoài nước ngoài. Dạ. Yeah. Gán cho cô số tiền về, cô rất là mang ơn nhiều. Dạ. Đặng cô bớt cái đau đớn, uống vô nó bớt đau đớn, uống vô nó nhẹ, cô đi tiểu được. Dạ, nếu như ngày nào không có thuốc là cô không có. Cô đi tới nhà sao đi tiểu được nó nhẹ. Dạ. Còn nếu mà không có thuốc không là không có thuốc thì cô phải để cái bô đây. Bô đây. Dạ. như bị cỡ này mấy bữa dài cô đi không nổi rồi, thành ra cô có để cái bô nhỏ đây từ từ. Từ 2 giờ là tới sáng cô phải đi cái đó. Cô không dám đi. Có một mình là sợ. Nó tay nó còn quẹo hay vậy? Quẹo. Nó cũng còn. Nó cũng còn mà kệ. Thôi giờ cô gắng giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Cô mang ơn cháu gì vậy? Dạ. Hai cháu. Ngoài xã hội giờ người ta cũng có nhiều tình thương lắm. Dạ. Cũng mình cũng có hy vọng. Dạ. Không có tuyệt vọng. Vậy là cô cũng đi được, gắng móc máy đi được 2 chuyến thuốc. Bệnh viện 1.6 triệu là 3.2 triệu. Cái này là được 2 triệu mấy rồi? 2.3 triệu, 220.000. Vậy cũng còn 1 triệu nữa, ra móc được. Dạ đúng rồi. Lâu lâu người này cho. Gán lời cười. Thôi gán lời. Nằm về mà cũng thấy nó đau, rất đau luôn. Dạ, thì có gì? Nhiều khi không cần giàu, không cần nghèo, mà chỉ cần đi lại bình thường thông thả thôi là đã. Dạ, không mà đi hái rau ăn cũng được nữa. Mà đau đi hái rau ăn cũng không được. Cô bây giờ cô đau nhiều quá, cô ăn không được, cô ăn bữa ngày, có lưng chén cơm 1 ngày. Yeah. Ăn không nổi. Chứ mơ giờ tới giờ mới ăn. Thôi gắng lên cô. Thôi giữ gìn sức khỏe, giờ tụi con đi nghe. Mời ơn. Dạ, mời ơn chán nhiều. Yeah. Quá mừng. Dạ. Yeah. Bây giờ thì cũng nhờ. Cũng nhờ các mạnh thường quân với xã hội. Cô nhờ vậy mà cô sống. Được. Yeah. Chứ nếu mà không nhờ là cô chết từ lâu rồi, dữ lắm chết rồi. Hy vọng là cô nhận được sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân hơn nữa. Để cô hàng tháng có tiền thuốc uống là đã hạnh phúc lắm rồi bà con ơi.
mừng quá rồi mệt. Mừng rồi mệt. Cũng, vui cũng mệt mà mừng cũng mệt. Rồi thôi giờ mình hỏi con gì cô ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Dạ. Con hy vọng là sắp tới sẽ có người giúp cho cô uống thuốc. Dạ. Hàng tháng ví dụ được chị Sáu uống thuốc cũng được. Dạ, hàng tháng. Nói gì đó. Cái đó mừng rồi đó. Mừng rồi. Dạ. Uống được vậy mà đều đặn rồi là nó có thể đi luôn, đi được luôn. Đi được cũng hả? Đi được cũng đều đặn được. Bác sĩ nói vậy hả? À, uống đều đặn đi cũng được mà nó không có bằng cái mổ. Giúp được hay không? À được. Đi nó không nó cũng cứng á. Nó không cứng. Gì trước nha. Cố gắng lên. Nhờ con tới cô nha. Con 500 tiền xăng. Con dạ không có cô ơi. Dạ. Con không cho cô thêm thì thôi chứ. Con không cho cô thêm cô còn ăn nha. Dạ. Cho được sao lấy. Dùm ra không nha. Cô dạ. Dùm ra nha. À, trong ngóng nha. Dùm ra cô dùm ra thì nói vậy là con hiểu rồi.